Bài số 5, bài số 5 thì nó tương tự như là cái Java 3. Nếu như bài lắp 5, bài 1, bài 2 thì nó tương tự Java 3. Qua đến bài 3 thì chúng ta mới đẩy nó lên Serverless. Ha, bài 1, bài 2 của lắp 5 là giống nhau. Như vậy đối với lại cái lập trình cơ sở dữ liệu của chúng ta ở đây thì chúng ta sẽ dùng cái GDBC là chính. Và chúng ta thao tác dữ liệu chúng ta dùng GBA, trong đó có cái Hibernate là cái đặc trưng của thằng GBA ở đây. Như vậy đối với lại phần 1 thì cũng gần như là tương ứng với Java 3, thao tác cơ sở dữ liệu. Này mình nhắc lại chút xíu thôi, còn cơ bản là chúng ta đã biết rồi. Trong cái phần của bài Java 4 thì nó có khác tí xíu là đối với lại Java 3 mình không cần chuẩn bị cái file persistent đúng không? Thì đối với lại Java 4 môi trường của chúng ta thì chúng ta sẽ sử dụng một cái file persistent ở đây XML. File này nó đơn giản, nó giống như là một cái file text thôi, cấu trúc để lưu lại những cái đường dẫn. Ví dụ là mình sẽ connect vào server nào. Ví dụ như đây, cấu trúc của một cái persistent. Mình connect vào server nào. Rồi data mà mình truy cập là gì? Ví dụ server của mình nè, chỗ này nó để là localhost 2.1433, thiếu cái 2.1433 là cái port mà mình dùng cho cái ứng dụng này. Rồi cái database mà mình tạo ở đây là người ta ví dụ là DB. Nhưng mà trong database của mình ví dụ như là lắp 5 thì nó có là PolyOE. Lắp 6 thì mình tạo theo cái gì đó, hoặc là dự án của mình là công ty Huy Hoàng hoặc là Nguyễn Kim ví dụ vậy. Thì cái trong cái database của mình lưu bằng cái tên gì thì bạn chỉ định ở đây. Cái thứ hai, và cái database này mình truy cập vào bằng quyền gì, là người ta để là user, không hẳn là SA nhé. Tại vì SA nó là System Administrator thì nó là quyền lớn nhất của hệ thống. Mà khi mà các bạn làm bài test của các bạn thì các bạn dùng quyền SA. Còn nếu như mà các bạn sau này đi làm thì sẽ được cấp một cái quyền tương ứng cho dự án đó. Ví dụ dự án 1 cấp U1, dự án 2 cấp U2. U2 không thể truy cập vào dữ liệu của U1. Được chưa? Như vậy tùy theo dự án thì người ta cấp cho bạn một cái user để bạn đăng nhập vào. Và ở chỗ này các bạn sẽ tạo một cái persistent đó với cái tên gì. Bạn có thể tạo nhiều persistent. Ví dụ cũng là database này nhưng mà bạn có là user là quản trị của cái data đó chứ không phải là quản trị của cả cái SQL server. Được chưa? Rồi mình có cái user là chỉ được quyền xem thôi. Không được quyền thao tác dữ liệu thêm, xóa sửa, chỉ có quyền read thôi. Đó. Rồi có những cái user là mình được quyền trên table này mà không có quyền trên table khác. Như vậy mình có thể tạo ra nhiều cái permission ở chỗ, cái persistent ở chỗ này và mình đặt tên cho nó. Để khi mình kết nối dữ liệu mình dùng cái persistent nào thì mình gọi cái tên này. Tức là cái tên này nó sẽ đại diện cho tất cả những thông tin mà mình đặt ở dưới. Như vậy sau khi mà mình đặt xong tất cả những thiết lập ở thông tin này thì lúc mà mình gọi cái kết nối là mình gọi thông qua cái tên, cái name này. Như vậy, ứng với từng persistent thì mình gọi các cái name khác nhau thì nó sẽ dùng cái user khác nhau để nó connect vô cái data của mình. Được chưa? Nếu như mà cái dự án của bạn có phân quyền. Còn dự án của mình đang làm demo thì user là gì? Là SA. Password là password của SA. Rồi, đó là file persistent. Như vậy sau khi mà chúng ta có được cái persistent này rồi là cấu hình.
file cấu hình XML, thì xuống chúng ta sẽ thực hiện kết nối, tạo ra một cái button và thực hiện kết nối. Nếu như kết nối thành công thì cái entity manager này nó sẽ cho chúng ta một số cái phương thức để thao tác dữ liệu, một số phương thức. Như vậy trong này chúng ta có một số cái class mà thao tác ở trong phần kết nối cơ sở dữ liệu. Python chúng ta nói entity manage factory cho phép tạo ra một cái kết nối, và nếu như kết nối thành công thì chỗ này mình sẽ thực hiện thêm xóa sửa. Nếu kết nối thành công thì cái phần entity manage này nó sẽ cho phép mình thêm xóa sửa trên cơ sở dữ liệu. Transition thì nó là một phần của thằng entity manage để điều khiển thao tác dữ liệu. Và nó có thêm một cái nữa là query. Cái từ này quen không? Query tức là trên cơ sở dữ liệu, ví dụ MySQL hoặc là SQL Server, mình muốn lọc dữ liệu ra thì mình gọi là query, tức là mấy câu select đó, hoặc là mấy câu insert rồi gì đó, thì chúng ta gọi chung là query. Và ở đây thì nó dùng là type query. Đó là những cái khái niệm chúng ta sẽ quan tâm. Việc chúng ta chuẩn bị tiếp theo là để dùng được JDBC thì mình phải có một cái hai cách. Một cách là mình dùng cái dự án bình thường serverless thôi. Mình sẽ import cái file JAR vào. Còn không thì mình sẽ dùng cái dependency, tức là Maven, nó sẽ tự động nó tải các cái file JAR xuống. Như vậy để xài được thì mình có một là Hibernate và thứ hai là SQL. SQL JDBC để kết nối cơ sở dữ liệu. Còn cái Hibernate là để thao tác, một cái là mới bắt tay thôi, một cái là thao tác dữ liệu, thêm xóa sửa gì đó. Được à? Rồi mình chuẩn bị file form ở trong cái Maven. Và chúng ta sẽ chú ý ở bên table, tức là bên cơ sở dữ liệu. Entity class, tức là bên Java. Thì hai cái này nó phải tương ứng. Ở dưới có bảng cấu trúc thế nào? Thì trên entity của chúng ta có một cái class tương ứng như thế. Dưới này có 5 field, thì trên này có 5 attribute, tức là 5 thuộc tính tương ứng. Dưới này có 3 field, thì trên này có 3 attribute tương ứng. Kiểu dữ liệu cũng tương ứng luôn. Nếu kiểu dữ liệu khác là nó lỗi, bởi vì nó sẽ auto bạc, tự động chuyển kiểu, tự động nó ép qua. Giống như là cái bài số 3 của mình, bài số 4 của mình dùng Bing Beauty á, nó tự động nó lấy dữ liệu từ trên view, nó đẩy xuống model. Còn mình ở đây thì mình lấy thao tác dữ liệu từ model xuống database. Đó, mình có hai đoạn, đúng không? Thì cái đoạn này là đang ở giữa. Và field tương ứng với column. Tùy các bạn hiểu cái khái niệm, đợt trước mình có nói về class của Java thì người ta có thể nói đó là thuộc tính, hoặc tiếng Anh nó là attribute, hoặc có chỗ thì người ta gọi là field. Nhưng mà attribute là chính xác nhất, nhiều người dùng nhất. Đối với lại database thì người ta đang dùng ở bên trước là field, thì phía sau người ta gọi là column. Nhưng mà thực chất trong database thì người ta gọi từng cái cột dữ liệu đó thì người ta gọi field nhiều hơn là column. Column là dùng trên Excel, nhưng mà trong database thì người ta dùng là field nhiều hơn. Nói chung là mình hiểu là column hay là field hay là cái attribute, nói chung là những cái đơn vị để chứa dữ liệu. Được chưa? Cái này là khái niệm thôi, nó không có quan trọng. Rồi nó có những cái là relationship. Ví dụ như là bảng này liên kết với bảng kia, ví dụ như là user và video, thì có một cái bảng ở giữa liên kết là favorite, là user nào thích video nào vào ngày nào, đúng không? Đó.
hoặc là sau này các bạn làm dự án thì khách hàng nào và nhân viên nào thì tạo ra một cái hóa đơn, và hóa đơn đó đã mua những sản phẩm nào. Như vậy đó là relationship ở bên database. Thì bên này chúng ta cũng có những cái mối liên hệ ở phía bên trên phần model để chúng ta mô tả cái relationship đó. Entity class là một cái lớp để mô tả một thực thể, mô tả thực thể. Nó sẽ có, nó là public class và cái hàm khởi tạo mặc định, có hàm khởi tạo mặc định. Còn bạn muốn thì bạn có thể là thêm cái hàm khởi tạo không mặc định. Còn bình thường, một cái class bình thường mà mình làm ở trên phần model không á, thì mình không cần tạo constructor, không tham số, vẫn xài. Nhưng mà ở đây thì người ta yêu cầu tạo một cái constructor không tham số vào, getter, setter, để nó thao tác dữ liệu. Tương ứng ở trong database, mình có 1, 2, 3, 4, 5. Thì ở ngoài class của Java, mình có một cái table là user. Mình thêm mấy cái annotation này vào. Cái này thấy quen không? Nó gần giống như là serverless á. Thì cái annotation này nó chỉ định rằng, chỉ định rằng đây là một entity. Cái class user này nè là một entity tương ứng với cái bảng user trong cơ sở dữ liệu. Như vậy chỗ này các bạn chú ý chỗ này. Đây là user có S, đây là user không S. User này nó đại diện cho một user. Còn cái user trong database nó chứa là một cái table, cho nên nó là một tập thực thể. Một entity là user, và cái bảng mà user có S đó đó, nó chứa nhiều user, cho nên người ta gọi là tập thực thể. Nhớ lại môn cơ sở dữ liệu ha, thực thể và tập thực thể. Sinh viên là một thực thể, nguyên lớp chúng ta là tập thực thể. Thông tin của một sinh viên được gọi là một thực thể, và thông tin của nguyên lớp là tập thực thể. Như vậy chỗ này user có S tức là một table trong cơ sở dữ liệu, thì nó là một tập thực thể bởi vì nó chứa rất là nhiều record ở bên trong. Mỗi record là một thực thể. Được chưa? Nhớ mấy cái khái niệm này. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy ID, n vai cha, thì bên này tương ứng là string. Password, full name, email đều vai cha hết, đều là string hết. Admin, bit là chỉ có một bit thôi, không hoặc một, thì bên này người ta để tương ứng là boolean. Và nó có một cái bảng để map dữ liệu, các kiểu dữ liệu từ SQL và Java tương ứng để mà chúng ta chọn kiểu cho nó đúng. Kiểu khi thiết kế database, kiểu khi tạo các cái class entity đều cũng phải nhìn cái kiểu của nó. Và có một cái annotation quan trọng nữa, bởi vì chỗ này nè, password bạn thấy column, full name bạn thấy column, email bạn thấy column, admin bạn thấy column. Và trên này cái thằng này ID nó còn có thêm cái annotation là ID. Thì ở bên database cái ID này nó có cái chìa khóa, có nghĩa là gì ta? À, khóa chính, primary key. Thì tương ứng với lại bên class entity nó có cái annotation là ID. Được không? Và chỗ này nó sẽ quan trọng cái chữ column column này nè. Nếu như bạn đặt tên ở bên cái entity Java
là ví dụ chỗ này là ID, password, mà khác với cái field của cơ sở dữ liệu thì mình mới cần đến cái dòng này. Tại vì chỗ này chữ password viết thường, nhưng mà trong database password là viết hoa, thì mình mới cần dòng này. Còn nếu như bạn đặt dấu 100%, đây chữ thường thì bên này cũng chữ thường, đây chữ full name F viết hoa thì bên này bạn cũng viết hoa, thì không cần đến cái dòng column này, nó tự động nó map qua luôn, bởi vì field nó giống nhau. Còn nếu nó khác nhau, chỗ này bạn không cần để chữ password, bạn để chỗ này chữ mật khẩu, nó map với là column bên kia là password vẫn được. Nếu khác nhau thì mình cần đến cái annotation này để cho nó chỉ tương ứng với lại cái attribute này nè, thì ở bên data là cái trường nào. Còn nếu mà trùng tên, kể cả ký tự hoa, ký tự thường luôn nhé, khỏi cần, không cần đến cái annotation này. Đây, entity user class. Tí nữa thầy viết, thầy sẽ bỏ hết mấy cái annotation column này đi, tại vì thầy làm nó giống nhau. Và các bạn sẽ cố tình tìm một cái field nào đó, bạn đổi tên đi, thì nó sẽ bị lỗi ngay. Và mình thêm cái annotation này vô, hết lỗi. Ha, chú ý chỗ này. Đây, kiểu dữ liệu tương ứng. Bên Java, kiểu in. Thì bên SQL, bạn chọn integer. Ví dụ bên Java bạn chọn là long, thì bên SQL nó không có long, mà nó có big in, là số nguyên lớn. Bên Java nó có double, nhưng mà bên SQL thì nó không có double mà nó có float. Đó. Bên này có string, bên kia thì có varchar. Còn nvarchar là gì? À, tiếng Việt có dấu. Ok. Rồi kiểu byte là tiny. Tiny là nhỏ đúng không? Tiny in. Full byte. Ok. Đó là những kiểu dữ liệu tương ứng mà chúng ta cần chú ý. File persistent mới nói xong. Sau khi mà chúng ta có được các cái kết nối rồi, nếu như kết nối thành công thì chúng ta sẽ có một số thao tác. Thứ nhất là chúng ta bắt đầu một trend fit. Bắt đầu một trend fit thì chúng ta chọn begin. Và chúng ta sẽ thực hiện một số cái trend fit gì đó. Ví dụ persist là thêm mới. Merge là tương ứng với lệnh update. Remove tương ứng với lệnh delete của SQL. Và chúng ta sẽ chèn vô giữa chỗ này. Begin là bắt đầu thực hiện. Mình persist cái rồi mình config, commit cái. Commit mới thực hiện nha. Còn nếu mà mình không commit thì cái lệnh bên này nó cũng không thực hiện luôn. Và sau khi thực hiện xong, nếu thành công thì xong. Còn nếu không thành công thì nhớ run best lại. Run best lại. Tại sao phải run best? Ví dụ, dữ liệu bạn chèn vào là điểm. Chèn vào là điểm. Nhưng mà ở phía trên phần model bạn không kiểm tra. Bạn không check điểm. Mà bạn đẩy nó xuống dưới. À, điểm nó có chữ trong đó chẳng hạn. Thì khi mà bạn đẩy xuống, thầy ví dụ vậy. Thì lúc mà bạn dùng cái lệnh là persist, nó đã open cái bảng ra rồi. Nó đã chèn dữ liệu vô rồi. Sau đó bạn commit một cái, nó lỗi. Hoặc là bạn chèn vô cái bảng nhiều, ví dụ như là bảng favorite đi. Bạn lấy user, bạn lấy mã của video, bạn chèn vô ngày thích, bạn lưu một cái, mà cái mã video là nó chưa tồn tại, thì rõ ràng là cái dòng nó bị lỗi. Mà nếu như mà mình lỗi cái mình phát luôn,
thì cơ sở dữ liệu của mình sẽ bị fail cái bản đó luôn. Còn nếu như mình có dùng runback thì nó sẽ báo rằng nếu chèn được thì chèn là try get á, còn không chèn được thì runback. Runback tức là nó lưu cái dữ liệu trước khi chèn. Dữ liệu trước khi chèn là dữ liệu là đang đúng, đang chạy được. Thì khi mà mình lỡ mà mình bị lỗi cái runback lại, quay trở lại dữ liệu trước đó. Được chưa? Đó là một số cái. Rồi cái thứ hai, đối với lại cái ngôn ngữ mà type query, thì khi mà chúng ta thực hiện một lệnh nào đó ở đây rồi, thì bắt đầu chúng ta lấy danh sách get result list, single result, tức là lấy một cái phần tử đầu tiên thôi của danh sách, hoặc chúng ta lấy từng tham số hoặc là vân vân, chúng ta sẽ có những cái phương thức để mà thao tác với dữ liệu ở đây. Cụ thể thì chúng ta sẽ vô. Và với cái bài demo này thì chúng ta tạo một cơ sở dữ liệu có tên là Polioe. Cái này là mình tạo persistent thôi. Persistent có cái tên là Polioe, là nó liên quan đến cái file chỗ này nè. Đây nè, cái file persistent của mình, mình đặt cái name nó là Polioe nè. Thì qua bên này mình tạo cái kết nối là mình gọi đến cái persistent đó. Nếu như kết nối thành công thì mình tạo một cái class để thao tác dữ liệu. Phía trên này là kết nối thôi, phía dưới này mới bắt đầu thực hiện thao tác. Nó cũng giống dấu ha. Entity Manage Factory, Entity Manage. Cái này là kết nối, cái này mới là thao tác. Hai dòng ha. Thao tác, bắt đầu thao tác. Get transaction, begin. Thấy cái chữ begin mình nói lúc nãy nè. Và chỗ này nếu như bạn muốn thêm mới thì bạn dùng là persist, đưa dữ liệu vào. Nếu như bạn muốn update thì bạn chọn cái này, một trong ba cái này thôi nhé, chứ không phải cả ba, một trong ba. Nếu bạn muốn delete thì bạn chọn remove. Và sau khi bạn thực hiện chỗ này rồi thì bạn chọn commit. Nếu như cái đoạn này mà thành công thì thoát ra ngoài, còn nếu không thành công thì get, đúng không? Nếu có xảy ra lỗi thì get run bad, tức là dữ liệu trả lại như ban đầu, chưa bị lỗi. Đó là run bad. Ví dụ ở chỗ này tìm kiếm đi, ở đây là cái em tức là entity manager này nè, nó có một cái phương thức là find. Tìm cái gì? Tìm với cái tên là nghiệm n. Trong cái user class. Tại vì sao? Mà cái user class là nó có đến 4 cái attribute, 4 cái thuộc tính. Mà tìm có một cái chuỗi là nghiệm n. Cái này là nó tạo cho mình một cái phương thức tìm theo ID. Tìm theo cái primary key á, mình không truyền gì hết thì nó đi tìm theo primary key. Còn nếu mà bạn tìm theo email, tìm theo full name thì bạn phải chỉ định cho nó nha, chứ không có tìm vậy được. Còn cái này là mình đang tìm theo primary key, cho nên không cần truyền gì hết. Mình cứ find ép kiểu về user và tìm cái tên. Như vậy nếu như tìm thấy thì chuyện gì xảy ra? Nó lấy dữ liệu đó, nó ép về kiểu của cái entity user và nó gán ra cho user, ép kiểu về. Và sau khi mình hoạt động thao tác dữ liệu xong thì close nó lại, đóng kết nối lại. Đóng kết nối lại. Được chưa? Đó là về phần lý thuyết kết nối cơ sở dữ liệu.
đối với lại ngôn ngữ tri vấn. Ngôn ngữ tri vấn ở đây thì các bạn thấy câu lệnh của chúng ta có gì khác, có gì giống so với lại SQL? À, ví dụ như là có select, có form, có from, đúng không? Như vậy giả sử câu lệnh này mà mình viết bằng SQL, nó sẽ là select sao from user hết. Còn ở đây nó là select all from user all. Cái user này hết sức lưu ý, user này không có s, không phải là cái bảng bên kia đâu nhé, nó là thực thể, nó là cái entity ở bên model. Nó no, không phải là một cái table ở bên SQL nhé. Cho nên lúc mà mình viết, mình phải biết là mình đang viết cái gì. Chứ không là có S, không có S, kêu ủa hồi nãy em quên thêm S. Mai mốt mà chấm bài thì cái quay. User bên bảng kia là bên table bên kia có S mà sao ở đây không có? Dạ em quên. Em quên là em gì? Em sai. Không có quên. Thầy nói là chuyện của thầy. Và em phải khẳng định đây là entity, không phải là table. Được chưa? Mình phải control được cái code chỗ này. Rồi, sau khi mình thực hiện được một cái câu lệnh của cái type query, mình sẽ đưa nó vào đây. Em này là gì đây? Là entity manage đúng không? Create query, đưa cái câu lệnh vào. Và kỳ vọng của mình nè, kỳ vọng của mình, sau khi thực hiện câu lệnh select này thì trả về gì? Sau khi thực hiện câu lệnh này trả về các user, tức là tập thực thể user, tức là những user nào thỏa mãn điều kiện của câu, của cái câu lệnh là GBQL này nè, thì lọc ra. Chỗ này mình không có where thì nó lọc hết, coi như là select sao. Còn sau này mình có where ở chỗ này thì tùy theo điều kiện mà nó lọc ra theo điều kiện. Được không? Và chỗ này nó tạo ra cái query này chưa xài được nhé. Chỗ này mình chưa thao tác được. Mà mình muốn thao tác theo đúng cái ý của mình là user, thì bạn thêm chỗ này list user rồi nó mới get result, nó chỉ lấy cái danh sách ra thôi. Vậy thì thằng query này còn chứa gì nữa không? Rất nhiều thông tin. Nếu như bạn muốn, bạn chạy debug vào, bạn view cái dữ liệu của thằng query này lên, bạn khám phá nó, thì bạn sẽ học giỏi hơn. Không chỉ đơn giản là mình lấy được danh sách mà mình còn làm được nhiều thứ nữa. Thì bạn debug vô, debug vô mới thấy được. Rồi, nói như lúc nãy, mình chỉ lấy thằng đầu tiên thôi, thì mình chọn get single result. Còn mình chọn chỗ này là get result list. Mình muốn lấy gì lấy, lấy thằng đầu tiên cũng được, lấy nguyên danh sách cũng được. À, đó là cái cơ bản của cái ngôn ngữ T là type query. Bây giờ một số cái lệnh, ví dụ ở đây quen ha, select all from user all, quen rồi. Chúng ta sẽ lấy first hoặc là max số lượng thực thể tối đa. Ví dụ như người ta nói là lấy top 5 thì mình có thể select ra một cái danh sách 10, 20, 30 đối tượng gì đó. Xong rồi lấy top 5 thì mình sẽ chọn là max là 8, max là 5, thì nó chỉ lọc ra cho mình 5 thôi. Rồi chỗ này có where nè, select from user where admin bằng role 2.role. Role này là gì?
tham số truyền vào. Admin này từ đâu? Admin là một cái attribute của cái entity ha. Rồi, hai chấm role nha, hai chấm role. Đây là tham biến truyền vào. Như vậy thì khi mà chúng ta thực hiện câu lệnh này, nó bắt đầu query set parameter role bằng true. Role này nè, là cái hai chấm role này nè, nó truyền cái chữ true vào đây, tức là truyền vào đây. Nếu như admin bằng true thì lọc ra. Đó là cái cách truyền của cái type query. Tương tự dưới này, thay vì hai chấm role thì nó là chấm hỏi. Ở phía trên thì nó sẽ chỉ định hai chấm tên tham biến. Ví dụ như role, rồi name, rồi email. Thì bạn muốn đặt bao nhiêu tham biến thì bạn cứ hai chấm. Rồi tí nữa bạn truyền vào đây. Cứ set parameter. Cứ set xong hết cái thực thi cái là nó chạy. Còn nếu như bạn không muốn truyền cụ thể tên gì thì bạn chấm hỏi 0, chấm hỏi 1, chấm hỏi 2, chấm hỏi 3. Thì 0 là thằng đầu tiên, 1 là thằng tiếp theo. Như vậy xuống đây mình set true vào 0, tức là vào tham biến 0, không phải vào số 0 đâu nhé. Cái này nó không có nghĩa là số 0 đâu nhé, mà 0 tức là cái tham biến này. Chứ đừng có thấy chỗ này là số 0 là mình nghĩ là 0 nha. Không phải. Bởi vì nó thông qua cái set parameter này nè, để nó truyền cái chữ true vào tham biến đầu tiên. Đó, mình sẽ hiểu là như vậy. Rồi, đó là xong phần lý thuyết của GBA cộng với lại GDBC để kết nối cơ sở dữ liệu và một phần của cái ngôn ngữ type query. Phần tiếp theo thì mình sẽ demo. Kết thúc phần lý thuyết ở đây.